Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tyson Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, trong khi Rimuru đang có dấu hiệu khởi sắc trước trận đấu với Michael, thì ở Ingracia, Velgrin, Tessarosa và Hinata đang gặp rắc rối. Figway đã bật mốt nghiêm túc khi sử dụng toàn bộ sức mạnh hắn che giấu, điều đó khiến Velgrin dù rất muốn đánh nhanh thắng lẹ nhưng cũng đành bế tắc. Ở phía bên kia, Hinata đang gặp nhiều khó khăn với đám tả long thú, những tồn tại có IP cao hơn 2 triệu. Phía bên này thì Tessarosa cũng không khá hơn là mấy. Kết giới cách ly vạn vật đã hoàn thành, đồng nghĩa cô có thể thoải mái bùng sức để tấn công và tiêu diệt triệt để Vega. Thế nhưng tất cả đòn đánh dù mạnh đến đâu cũng không suy nhơi gì với cơ thể bất tử của hắn. Trên thực tế thì kỹ lượng của Tessarosa cao hơn, nhưng EP của Vega gấp mấy lần cô. Dù vậy thì từ đầu, nếu dốc sức toàn lực, Testa vẫn có thể đánh bại hắn. Thế nhưng từ khi nút Arios và tiến hóa giữa trận chiến, Vega đã bước lên một đẳng cấp mới, điều đó đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, có một điều đáng chú ý là việc Michael kích hoạt thế giới ngưng động đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến chiến trường Ingracia, bất chấp khoảng cách hai bên rất xa nhau. Thực tế từ đầu, không ai cảm nhận được thế giới ngưng động được kích hoạt, chỉ có Velgrin và Tessarosa là thấy chút khó chịu theo kiểu, có gì đó là lạ đang xảy ra. Cảm giác đó rất ngắn ngủi, đến mức khi vừa cảm nhận được thì nó đã trôi qua, vì thế cả hai cũng không lo lắng. Bên cạnh đó thì lĩnh vực may mắn của Masayuki dường như vẫn có thể duy trì được khi thế giới ngưng động được kích hoạt. Cho đến khi Michael kích hoạt thế giới ngưng động tới lần thứ tư thì một điều kỳ lạ xảy ra với Masayuki. Nếu anh em thắc mắc tại sao Michael lại ngưng động thời gian tới 4 lần thì 3 lần đầu hắn đã lần lượt sử dụng nó lên Diablo, Sway và Leon. Đến lần thứ tư thì hắn bị Chloe đánh bại và biến trở lại từ Manas thành công Lý Vương. Sau đó thì thân xác Rudra tan vỡ, kéo theo ở bên này, Masayuki đột ngột quỵ xuống, tác dụng từ các quyền năng buff cũng theo đó biến mất. Khỏi phải nói thì ngay lập tức Velgrin tỏ ra hốt hoảng, Tessarosa cũng không thể không ngạc nhiên. Ha ha, mày không nên ngoảnh mặt đi chỗ khác như vậy đâu. Lợi dụng lúc Tessarosa phân tâm, Vega đã tung đòn tấn công. Đó cũng là lúc nhân loại ở chiến trường Ingracia rơi vào tuyệt vọng. Tất cả đến từ việc Masayuki suy yếu. Vì không còn quyền năng búp may mắn nên Hinata và Moss trước đó đã chật vật nay càng khó khăn thêm. Điều tồi tệ nhất là sự phân tâm của Velgrin. Figway đã tận dụng nó cực kỳ triệt để. Haha, vậy đây là chiến thắng của ta. Dứt lời, Figway đâm thanh kiếm của mình xuyên qua ngực Velgrin. Nhìn thấy điều đó, đôi mắt Masayuki mở to vì không thể tin được vị thân của mình đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong mắt Masa thì Velgrin là một người mạnh mẽ, luôn nở nụ cười không sợ hãi và tận tình chăm sóc cho cậu. Giờ cô ấy đang quỳ trên mặt đất và đau đớn ôm lấy ngực. Quả thực nếu ngay cả Velgrin cũng bị đánh bại thì Masayuki chỉ còn nước bỏ chạy thôi. Dù vậy giờ cậu ấy không quan tâm đến sống chết của bản thân nữa rồi. Masayuki nhìn nhận lại cảm xúc bên trong mình, nơi đang trào dâng một cơn thịnh nộ dữ dội. Toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến các ngón chân, từng đợt thịnh nộ chạy ngang dọc như thể muốn bộc phát ra bất cứ lúc nào. Thằng khốn, mày đang làm gì vậy hả? Masayuki nói ra điều đó bằng một giọng không to như người ta tưởng tượng, nhưng chừng đó đủ khiến Figway phải chú ý. Hả? Cứ chờ đó rồi cũng tới lượt người thôi. Giờ ta sẽ tiêu diệt Velgrin một lần và mãi mãi. Figway không thể nói dứt câu vì Masayuki đã xen vào. Tao hỏi mày đang làm cái quái gì với người phụ nữ của tao đấy hả? Vừa nói Masa vừa lao đi với tốc độ không quá nhanh và vung kiếm tấn công Figway. Đây là thanh kiếm được rèn bởi Kurobe, đã được giảm trọng lượng và tăng sức mạnh. Nếu anh em còn nhớ thì Masayuki yếu đến mức không thể rút được thanh kiếm của mình vì nó quá nặng. Thế nên Rimuru đã nhờ Kurobe rèn một thanh kiếm cấp độ độc nhất nhẹ hơn, sau đó đem tặng cho cậu ấy như một món quà. Tuy nhiên, khi thế lao vào chém là vậy, nhưng vì nó chỉ là một thanh kiếm độc nhất nên đã nhanh chóng tan vỡ khi chạm vào người Figway, kẻ được bảo vệ bởi một bộ giáp cấp thần thoại. Thế nhưng Masa không bận tâm đến điều đó, cậu phất lờ Figway, kẻ đã lùi một bước vì bất ngờ rồi bế Velgrin lên. Masayuki, bây giờ ổn cả rồi, em đừng lo lắng nhé. Không, lẽ nào, anh sẽ lo phần còn lại, nghỉ ngơi đi, Green. Ôi, Velgrin không thể nói lên lời với những giọt nước mắt vui mừng từ đôi mắt của cô đang tuôn trào. Green là biệt danh mà người đàn ông cô yêu đặt cho, trên đời này chỉ có duy nhất một người biết về nó. Mừng anh trở về, Rutora. Sau đó Rutora, người đang ở trong cơ thể Masayuki mỉm cười, đó là lúc cuộc phản công của họ bắt đầu. Ở phía bên kia, Figway đương nhiên không hài lòng với những gì vừa xảy ra. Rutora, điều vô nghĩa đó là, hả, Figway à, ta sẽ giải quyết với ngươi, nhưng có vẻ những người khác đang gặp khó khăn, vậy nên ta sẽ giúp họ một tay. Hãy đến đây, Grant, ngươi cũng vậy, Damrada. Khi Rutora vừa dứt lời thì ngay lập tức không thời gian nhấp nháy như thể đáp lại lời kêu gọi, sau đó thì hoàn toàn bỏ qua kết giới cách ly vạn vật, Granbell và Damrada được triệu hồi. Cha cha, tôi đã có những ngày tháng rất tươi đẹp với Maria, nhưng sư phụ đúng là một người hà khắc đấy, ngay cả khi người đã qua đời. Đó là Granbell, người xuất hiện trước tiên. Mái tóc bạc trắng trước kia rồi đã được thay thế bằng một màu vàng óng ả. Với một ánh mắt sắc bén như chim ưng, anh ta mỉm cười. Hinata, đứa đệ tử thiếu năng lực của ta, thật tiếc khi con, người giỏi nhất trong số những người tài năng vẫn chưa trở thành dũng giả. Nghe những điều đó, Hinata rất đỗi ngạc nhiên và lập tức nhận ra chủ nhân của câu nói này là ai. Không thể nào, ông là...
Lúc đó ta không thể chỉ dạy tất cả, vậy nên lần này ta sẽ làm mẫu cho con. Ông là lão già Granbell. Phản ứng của Hinata không có gì đáng ngạc nhiên, bởi người trước mặt cô lúc này còn quá trẻ so với sư phụ của cô. Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận, anh ta chắc chắn là Granbell Rosso, người đã trở lại với hình dáng đẹp và mạnh mẽ nhất. Hãy đến đây, chân ý trường kiếm. Đó là thanh kiếm yêu thích của Granbell, nó được cất giữ trong một không gian đa chiều và lập tức xuất hiện khi nhận được lời kêu gọi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, siêu tuyệt thanh kiếm kỹ, chân ý linh bá chạm được tung ra và biến một con tà long thú trở thành cát bụi. Không thể nào, mọi việc diễn ra quá dễ dàng, như thể chiến thắng của Granbell đang chế giễu toàn bộ nỗ lực của Hinata vậy. Cùng lúc đó thì người còn lại được Rudra triệu hồi đang quỳ xuống trước mặt anh ta. Bệ hạ, người đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thần rất hài lòng về điều đó. Đáp lại lòng thành kính này, Rudra bực tức vì cách xưng hô quá trang trọng của Damrada. Người thật bướng bỉnh, Damrada, có phải lúc nào tính cách của người cũng như vậy không? À, tôi nhớ chứ, bạn của tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn vì cậu đấy. Xin lỗi, tôi không nhớ gì nên cũng không biết luôn. Cậu đúng là kiểu người như thế nhỉ, biết ngay mà. Dù phẫn nộ nhưng Damrada cũng rơi lệ, đó là những giọt nước mắt buồn vui khác nhau. Đừng khóc nữa, làm vậy khiến tôi cảm thấy mình tệ lắm. Không phải như vậy đâu, dù sao thì cậu đã giữ lời hứa, thế nên tôi rất hài lòng. Có thể thấy ngay cả khi tái sinh, Rudra vẫn là Rudra, người mà Damrada đã thể trung thành. Rudra đã từ chối sự chi phối các ma vương và hướng đến thành lập một quốc gia thống nhất để tạo ra thế giới nơi mọi người có thể sống hạnh phúc và hòa thuận. Tuy nhiên, theo thời gian và các bi kịch đau thương, giấc mơ cao đẹp đấy đã bị đánh mất và trái tim Rudra trở nên chai sạn. Damrada đã từng rất hối hận về những ngày tháng bất lực khi không thể làm gì cho chủ nhân của mình. Nhưng bây giờ, khi đứng trước ngôi chủ nhân đó, anh ta cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ cứ như thể trong một giấc mơ vậy. Và rồi, để không phải lép vế trước Granbell, Damrada tạm dừng cuộc nói chuyện bằng một nụ cười sảng khoái và tiến đến bên cạnh Moss. Tình trạng của người thật khó coi, hỡi tên đại ác ma đã làm khổ đế quốc chúng ta trong thời gian dài. Chắc, ta có vấn đề riêng vào lúc này. Chỉ là một cái cớ thôi, ta không muốn nghe đâu. Ta hiểu rồi, người đã trở lại với con người cũ của mình. Tất nhiên, ta luôn là thuộc hạ trung thành của Rudra bệ hạ. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người từng là kẻ thù của nhau, dù vậy giờ họ là đồng minh, với Moss thì đây là một điều rất tốt. Giờ thì chúng ta giải quyết vấn đề nào? Dứt lời, Damrada thủ thế và di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía trước như một viên đại bác. Thánh bá băng quyền, từ phần cơ thể tiếp xúc với con tà long thú, Damrada chuyển đấu khí vào cơ thể nó và khiến linh hồn con tà long thú tan vỡ. Ta cảm thấy nhẹ nhõm thì người vẫn mạnh như ngày nào. Moss đưa ra lời khen, tất nhiên là với điệu bộ không mấy vui vẻ. Vậy thì đến lượt ngươi đấy. Tất nhiên rồi, Moss tiếp tục nói điều đó với thái độ không vui. Tươi tắn thế nào được khi kẻ thù của anh ta, Damrada vẫn sống nhăn răng và mạnh mẽ như vậy cơ chứ. Dù vậy thì điều đó không quan trọng vào lúc này, là người ghét thất bại nên Moss quyết định tập trung toàn lực cho đòn tấn công tiếp theo của mình. Thực tế thì đối với Moss, có thua cũng chẳng sao, chỉ là anh ta ghét việc bị người chủ khủng khiếp đó đổ lỗi cho mình. Và rồi, Batesta mồm mép cũng ghê gớm lắm, nếu chỉ có một đứa thì ta sẽ giành chiến thắng. Trong khi lẩm bẩm một mình như vậy, sau một thời gian dài chạy việc vặt thì nay Moss quyết định bật chế độ nghiêm túc. Anh ta thu hồi tất cả cơ thể khác để trở lại hình dạng thật của mình. Đó là một thanh niên đẹp trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh. Đây chính là Moss, đại công tước của địa ngục, kẻ chỉ đứng sau ác ma nguyên thủy. Song song với sự phát triển của Tazarosa, Moss cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Giá trị tồn tại cũng đã vượt qua con số 1.079.297 và chạm tới mốc 1,5 triệu. Hiện giờ trong tay anh ta là vô số các viên nguyệt luân, thứ tạo nên vũ khí có tên là vô hạn viên hoàn, nôm na là rất nhiều các vòng tròn. Theo thời gian phát triển cùng với Moss, nó cũng đạt đến cấp độ thần thoại, từ đó tăng cường EP cho chủ nhân của mình lên con số 2,5 triệu, cao hơn tà long thú 2,4 triệu. Moss thường rất ít khi chiến đấu, nhưng một khi anh ta nghiêm túc thì chết đi, hư san vô hạn ngục. Dứt lời, cơ thể Moss rung lên, trở nên trong suốt rồi phân mạnh ra và bao bọc lấy con tà long thú. Nó nhìn Moss với đôi mắt vô cảm và hiểu rằng mình đã không thể di chuyển. Cứ thế tà long thú trở nên bối rối, dù vậy khoảnh khắc bối rối đó cũng chỉ diễn ra trong tích tắc. Đòn tấn công của Moss là một ma pháp hắc ám sử dụng cơ thể anh ta làm vật trung gian. Nó có đặc điểm của một kỹ thuật chứa tác dụng từ kỹ năng độc nhất nhà sưu tầm, thứ có thể hấp thụ năng lượng của Moss để tấn công đối thủ. Nói cách khác, Moss sẽ chuyển lượng ma tố trong cơ thể mình thành sức tấn công với uy lực khủng khiếp. Nhược điểm là anh ta sẽ không thể tái sử dụng lại những năng lượng đã hấp thu cho đến khi chúng thăng hoa. Nói chung là logic của nó được miêu tả rất phức tạp. Tóm lại thì đây là chiêu tất sát của Moss, sau khi sử dụng nó anh ta sẽ vô dụng trong một khoảng thời gian. Cũng vì vậy không thể xem nó là con át chủ bài khi có quá nhiều đối thủ. Ngoài ra kỹ thuật này cũng rất khó và ít khi được dùng. Trong trường hợp này thì nó sẽ đảm bảo chiến thắng cho Moss. Vẫn là một kỹ thuật tuyệt vời, không biết bao nhiêu binh tướng đã bị nó ăn thịt rồi nhỉ. Ta không thường xuyên sử dụng nó lên những kẻ yếu, cơ mà ta không muốn nghe điều đó từ kẻ chuyên sử dụng chất độc để phá hủy tinh thần và tàn sát ác ma như người đâu. Thật buồn nôn. Cứ thế hai người họ khen ngợi màn trình diễn của nhau theo cách trông như thể đang hạ nhục đối phương, và đương nhiên con tà long thú đã bị Moss tiêu diệt gọn gàng. Cùng thời điểm đó thì Hinata đang đối diện với con tà long thú cuối cùng. Sư phụ, đây là, con có thể giữ nó, thanh kiếm này không có ích với ta nữa.
đó là khi Granbell trao cho Hinata thành chân ý trường kiếm. Về cơ bản thì Granbell lúc này chẳng khác gì một thực thể hư cấu với cơ thể thực sự, và thanh kiếm Hinata được nhận cũng chỉ là con hàng được tái tạo lại mà thôi. Dù vậy, uy lực của nó cũng không hề tầm thường. Tất cả những điều này đến từ kỹ năng tối thượng anh hùng vương của Masayuki. Quyền năng của nó là triệu hồi những anh hùng trong quá khứ ở dạng tồn tại cùng bản chất với thể sóng thông tin. Cũng nhờ quyền năng này mà Minut và Kangurio đã lấy lại được sức mạnh của họ. Trong trận chiến này, cơn thịnh nộ của Masayuki đã vô tình kích hoạt hiệu ứng anh hồn dẫn lối trở nên mạnh hơn, và người được triệu hồi chính là Rutora, anh hùng lâu đời và mạnh nhất. Anh em lưu ý ở đây là đang đề cập đến anh hùng chứ không phải là dũng giả đâu nhá. Việc anh hồn dẫn lối được kích hoạt có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là do Masayuki quá may mắn. Bởi khi tồn tại song song của Michael bị đánh bại, thông tin về cơ thể Rutora đang trên đường quay trở lại thiên đường thì đã bị Masayuki gọi lại và hợp làm một. Cũng nhờ đó mà giờ đây, cái tôi của Masayuki với tư cách là Rutora đã trở nên rõ ràng hơn. Rutora cũng có thể sử dụng sức mạnh của Valgrind như của riêng mình. Từ đó anh ta dùng tồn tại song song để tạo ra các cơ thể tạm thời và trao chúng cho những anh hùng được triệu hồi. Còn thanh kiếm thần thoại của Granbell thì được tạo ra bằng cách mượn sức mạnh của Valgrind. Trong phần ngoại truyện khi Valgrind đi tìm Rutora, hẳn anh em còn nhớ bà rồng có khả năng tạo ra những trang bị thần thoại trong vòng 30 phút. Đó là ở khoản sáng tạo. Còn trên khoản phương diện tái tạo thì có thể thấy chỉ trong thời gian cực ngắn, thanh kiếm của Granbell đã được triệu hồi thành công. Anh đã sử dụng sức mạnh của em phải không? Anh xấu tính quá phải không? Không, hoàn toàn không. Mọi thứ của em đều là của anh. Cứ thế hai người họ bàn phát cơm chó cho những người xung quanh. Nhưng phải nói rằng những gì mà họ làm thực sự rất vô lý. Rõ ràng thì anh hùng vương của Masayuki đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng, đúng kiểu hack cheat luôn. Cũng vì thế mà vẻ mặt của Figway hiện giờ cứ như thể đầu năm đã ăn nhầm mấy kg ớt vậy. Hãy biết ơn đi, đây là thanh kiếm mà sư phụ Rutora Nasca cao quý đã tặng cho ta. Mấy thanh kiếm tại nhặt khác không thể nào sánh được với nó đâu. Giờ con sẽ kế thừa và phải chứng minh thực lực của mình. Thực lực của tôi? Đúng thế, ta sẽ xem liệu con có xứng đáng cầm thanh kiếm của một dũng giả hay không. Vừa nói, Granbell vừa hào hứng gật đầu với Hinata, người vẫn đang đếch hiểu chuyện gì. Ok thôi, nếu Granbell đã nói nhiều như vậy thì Hinata cũng không có lý do gì để từ chối. Vốn dĩ cô đã tự nhận mình là người bảo vệ nhân loại, thế nên do dự là điều không nên xuất hiện trong những lúc như thế này. Hô, vậy thì cứ yên tâm đi, hiện tại tôi nhất định sẽ không thua ông đâu. Con đang quá tự hào trong khi con chẳng bị được bộ xương giả nua như ta đấy. Lắng nghe và đừng quên rằng, sức mạnh cảm xúc là thứ tạo nên con người chúng ta. Chiến thắng không phải là điều quan trọng, kết quả tốt hơn mới là thứ cần chú ý. Đó là những lời nói hết sức nặng nề của Granbell, người từng coi trọng tương lai nhân loại hơn chiến thắng. Hinata cố gắng tiếp thu chúng. Tôi hiểu rồi, cũng như cách mà anh ấy đã trao hy vọng cho Chloe, giờ đây Granbell trao lại niềm tin của mình cho Hinata. Cô ấy chấp nhận nó và tiến về phía trước, mục tiêu là hạ gục con tà long thú cuối cùng. Khi tập trung tinh thần, Hinata ngạc nhiên về ý thức của mình trở nên mượt mà hơn bình thường. Càng quan sát, cô càng thấy rõ hơn những tình huống xung quanh, chúng tràn ngập trong não và được sắp xếp ngăn nắp. Từ đó Hinata có thể nắm được các chuyển động của tà long thú như thể đang chơi với nó trong lòng bàn tay vậy. Thanh kiếm và ý chí được Granbell trao lại chính là thứ mang lại những sự thay đổi đó. Hóa ra, chân ý trường kiếm đã công nhận Hinata là chủ nhân và giải phóng toàn bộ sức mạnh. Kết quả thì giá trị tồn tại của Hinata được tăng lên rất nhiều. Thật tiếc khi con vẫn chưa trở thành dũng giả. Đó là những gì Granbell đã nói. Nghịch lý thay, nó như lời tuyên bố rằng Hinata có thể trở thành dũng giả. Nếu vậy thì mình phải sống cho đúng sự kỳ vọng của ông ấy. Hinata tự nhủ như vậy và phấn chấn khi được người nghiêm khắc như sư phụ của mình công nhận. Ta sẽ kết thúc người ngay lập tức. Đó là lời tạm biệt của Hinata dành cho con tà long thú. Chân ý linh bá chạm, đòn tấn công nhanh đến mức mục tiêu còn không nhận ra nó đã bị chém. Sau đó thì vô số vết cắt trên cơ thể con tà long thú xuất hiện, để rồi ánh mắt của nó và của Hinata giao nhau. Hinata, cứu! Con tà long thú định nói gì đó nhưng không thành lời, bởi trước khi câu nói hoàn thành thì cơ thể của nó đã tan vỡ. Có lẽ đó là lời kêu cứu của Rainer, nhưng hắn đã mất đi bản chất con người nên chẳng thứ gì cứu được nữa đâu. Chúc một đêm ngon giấc, hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào. Quả thực chuyện lần này là vì Rainer tự chuốc lấy, nhưng Hinata vẫn an ủi hắn. Hy vọng lúc chết đi, hắn sẽ được yên bình. Cứ như vậy, Hinata đã hạ gục con tà long thú cuối cùng. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của Anime Wiki.